Chào các bạn, tiếp tập trước thì tập này chúng mình vẫn sẽ nói về du lịch Malaysia. Các bạn hãy xem chúng mình đã đi được những điểm nào nhé. Ồ, 等一下要爬这个. 真的. Động Batu là động đá vôi khá lớn và là điểm du lịch nổi tiếng của Malaysia. Nhưng trước khi leo lên để tham quan động thì bạn phải vượt qua hơn 200 bậc thang cao. Wow, cuối cùng thì chúng mình cũng đã leo lên tới nơi. Trước mắt là một động đá rất cao, càng tiến lên phía trước thì động càng sâu. Bên trong được thờ phụng tượng hình của các vị thần Hindu. Leo lên tới đỉnh động, chúng mình nóng đến nỗi không suy nghĩ được gì nữa. Chỉ nhớ là có rất nhiều du khách đang chụp hình check-in và có rất nhiều khỉ. Có những chú khỉ thì đang leo trèo này, có những chú thì lại đang ăn. Khỉ to, khỉ nhỏ đều có cả. Và ấn tượng khó quên nhất là trời nóng vô cùng. Thái rơ lờ, gờ gờ găng ý chinh, chuyên sư, dễ chui mải xin đầy y phú hoàn lờ. Lá o gờ gờ hài găng ăn vân vợ, chi chen y phú hào khăn ma? Hào khăn ma? Hào khăn!
这边过马路都有点困难。观光客的心我还不知道。你在干嘛？Not a shirt on my back, not a penny to my name. Lord, I can't go back home either way. 全du lịch tự túc Malaysia của chúng mình đã kết thúc rồi. Các bạn có thích cùng chúng mình đi khám phá các điểm du lịch khác không? Hãy theo dõi, thích và chia sẻ giúp mình nhé. Hẹn gặp các bạn trong video sau.